nghe. Trong trường hợp ở bài toán này, động tác đầu tiên tôi xóa cái đáp này, tôi không cần chứng minh nữa. Nghe ở bài 12 này nè, cái nội dung này em làm theo thầy học, từ cái thầy mà học bắt đầu chương trung gốc rồi thì được nhắc đi các thầy rất nhiều lần. Em làm mới vô, tính chuyện trước đây của đừng học hay không thì hên xui, nhưng bây giờ xui xui là coi như mình học nè thì nó không mệt thiệt. Và dĩ nhiên câu này mức độ nó sẽ là câu khá nhỏ trong bài thi quốc gia, mà nó ép cái với câu hỏi thầy đặt ra đây là tính thể tích cốt chết này nè. Sau này em sẽ được bạn bè mình thậm chí trên lớp cung cấp cho em công thức công thái của cái này luôn, mà đúng là thái bao nhiêu công sức của người ta đáp công thức vô cái tôi hỏi giờ phụ không đâu ra ừ làm coi, nhưng mà cũng biết rõ rõ mấy mấy thằng đó giờ tôi hỏi lại đi công thức ra coi cũng nhớ sao nhớ nổi. Đầu năm đầu óc mình còn tỉnh táo, bộ nhớ nó còn nhiều, giống như điện thoại mới mua về vậy, chụp sơ bì cho nó đã. Sau một năm học đúng chưa, kiến thức đủ thứ môn nó dồn vô sao chịu nổi, học trước mình sao. Và rất nhiều đứa của nó đem giai đoạn này đi kiểm tra cái là nó mới mừng câu đầu tiên là nó có một lần thì suốt ngày cái công thức công phá công kiến thức căn bản đâu nắm. Thầy muốn em nắm kiến thức căn bản nghe rồi nghe đúc kết lại cái phần hình chớp này, đối với hình chớp em phải xác định được dùng thầy đường cao của hình chớp, mà đường cao của hình chớp có bốn cách cho thông dụng, cho trực tiếp, cho thông qua tính chất cách đều, thêm mặt cùng dưỡng góc cái đáy, và thứ tư là một mặt đó như cái đáy đi kèm mặt đó có cái hình gì đặc biệt. Nó giống như ba cái câu đầu tiên được nãy làm có một mặt trong đó. Vậy giờ bài toán này cho cái kiểu này, cho cái kiểu quá đẹp luôn này, cách đều SE bằng SB bằng SC, vậy chắc chắn một điều này hình chiếu của S không có biên luôn đấy, hình chiếu của S lên mặt phẳng ABC sẽ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Cậu tới đây thôi đủ chuyện để bài được tâm đường tròn ngoại tiếp là gì, tâm đường tròn ngoại tiếp là gì, đấy tâm đường tròn ngoại tiếp là gì, giao điểm có hai đường trung trực và đủ xài thì trung trực là gì. Nói từ đỉnh tới đường cao là có gì, nó là hai cái đường cao mà đường trung trực qua thành đường cao luôn rồi. Đường trung trực qua AB là đường thẳng đi qua trung điểm AB và vuông góc cho AB. Máy tính đường tròn là tính tính sao? Bán kính đường tròn là tiếp muốn tính nó là mơ mở lại căn một thôi lại. Chúng ta đâu quên cái đó đâu nghe hết. Ở về tôi chép lại nghe. Chương này thầy dạy kỹ. Để tới cái chương 2 á, cái phần hình chương 2 á, là lúc này em đang xem giống như trên lớp học viên đang học kiến thức vậy. Mình chỉ ráp công thức thôi. Và ở chương 2 hầu như không làm bài được vì vướng ngang từ đầu cái bài này. Tao biết đường cao nó đâu đâu mình tính. Và em tưởng tượng bọn ngay phòng giao tin thôi, sáng nay tôi mới dạy cái lớp A3 trong chỗ này. Thì một bài toán bình thường thôi là anh dạy cái kinh khủng khiếp. Trong cái bài đó, nghe từ đầu năm giảng luôn á. Giảng tôi nói một cái 8 đầu máy giảng luôn. Câu nào tỉ á. Vì khi tôi giảng nó cảm thấy nó buồn bài nó
ghê, cậu nói ghê rằng nghe tới cái đề thi của người ta đó, cậu biết tính chất có đâu, tính chất đều nè. Một tên cũng thi đó có tính chất chất đều đó rồi, vẽ được thành chất rồi, tại sao bà đó cậu làm gì? Nhưng vì không biết cái tính chất đó, cho nên bài báo cho nên rất kinh khủng. Dựng nghe cậu không dừng được luôn, vì đâu biết góc vuông làm đâu đâu mà dựng. Có đâu có đâu. Vì trong bài toán này, nhắc lại nghe bốn cách cho về đường cao của hình giới thì cách cho thứ hai, cái cách thứ tư người ta khai thác nhiều trong các bài toán khó. Ở đây người ta cho S, A, B, C bằng nhau, vậy mình phải xác định cái lượng đáy của mình A, B, C là gì. Và muốn biết coi đó là gì, đọc ra cái đề. Và rõ ràng đề bài chả đề cập gì tới A, B, C, chỉ đề cập tới cái đó. Thì hãy hiểu một điều rằng những giả thiết này nó sẽ giúp mình tìm cho được ABC. Đầu tiên, tam giác SAB là một tam giác cân có cái góc 120 độ. SAB, cạnh này A, cạnh này A, góc này 120 độ. Lập tức xài định lý cos. AB bình bằng SA bình cộng SC bình trừ BC bình. Quên trừ cho hai là SA nhân SB như cos của các góc và tính ra được AB. Cái tam giác thứ hai SAC và tam giác vuông. Cạnh này A, cạnh này A, vậy có phải cạnh này sẽ thành A căn 2 không? Tam giác thứ ba để cho tam giác đều S A F B C, cạnh này A, cạnh này A, góc này 60 gì đó là tam giác đều, thì là B C là A. Thì tới lúc này mấy em để ý giùm thầy là tam giác A B C có số đo ba cạnh này A căn 2, A căn 3. Theo định lý chúng ta co đảo có phải tam giác cái vuông là C. Vậy có mặt đáy của mình bản chất của nó là tam giác vuông là C á, nhưng mà nãy giờ cũng thích nói nó ta giấu đi rồi. BC là A này, A này, A căn 2, A căn 3. Tam giác này là tam giác vuông tại C. Vậy tam được tròn và tiếp là nè. À, trung điểm AB. Trung điểm M của AB thì chân đường cao của mình nó là đây. Vậy lập tức dẫn đến một điều rằng hình chiếu là cái là trung điểm M của AB là do quá trình mình giải đây mình phát hiện tam giác trong vuông là nhớ. Vậy là SM vuông mặt đáy. Đường cao của hình chéo là SM đó. M là trung điểm AB. Vậy là tính SM như thế này. Vậy trong cái trường hợp này tính SM, tao suy nghĩ tính phức tạp về thế này. Vẽ ra có mấy vòng đâu chứ đâu. Đúng chưa? Cái góc này nhiêu? 60. Vậy có phải cái SM của mình là gì? SM chia cho SB có phải bằng cos 60 độ? 120 thì góc này 60. Cũng tin lấy cái tính toán tử phải không biết à. Thì suy ra SM có phải bằng SB nhân cái này là A chia 2 không? Có tại có như đây nè, tính ra có phải chưa? Không. Giờ tính diện tích đáy. Sau đó là đó. V bằng gì? 1 phần 3 đường cao SM nhân diện tích đáy. Tại ta cái gì đó. Nghe nè. Tại sao thầy lại yêu cầu em tiếp cận theo góc này? Vì lần sau thầy đâu yêu cầu mấy em tính diện tích mấy em. Tại sao thầy yêu cầu tính góc? Góc giữa màn khoảng SCA với SCB sao câu phá gì nữa? Câu màu trắng luôn á.
hoặc là đơn giản tính góc cho mặt phẳng SAC với mặt đáy. SAC với mặt đáy là có phải trong mặt phẳng đáy từ trên đường cao vẽ đường vuông góc xuống AC không? Vuông tại điểm N đi, vậy góc của nó sẽ là góc N là trung điểm AC á, góc S hay là M mấy dòng hiểu ý chưa? Cho nên là ngay chỗ này nó phải nắm và nghe thêm tí nữa là đằng sau của đâu cho dài đề sửa lại góc vẫn giữ y nguyên dài nhưng là sao thì sửa cái đề lại SA bằng A, SB bằng 2A, SC bằng 3A làm đó A tới ta rồi là ta nói tới lúc đó là động lực cực kỳ lớn để cho nó sử dụng công thức cộng phá. Nhưng mà bài đó tôi đâu có hỏi anh em là thành tích nữa. Công thức cộng phá là dành cho thành tích thôi. Bài đó thành vẫn thành góc. Vẫn tính góc giữa SAC và SBC là thế. Được chưa? Nguyên cái phần các dạng toán khác sau có phần bài các chế góc này. Nguyên cái phần đó đang chờ đợi cho. Thì những bài toán đó thầy muốn em phải tự làm được từ chơi công thức cộng phá. Em tiếp thể tích khối lăn trụ rất là dễ, bữa tới mình sửa thể tích khối lăn trụ. Thể tích lăn trụ học chưa? Học rồi từ thời lớp năm, nó học lại lớp chín. Đợt rồi mấy thằng